Yo, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện Thoại Vui TV. Hôm nay thì cùng mình đến với Apple News số 328 để xem Apple đã tự spoil thiết kế của iPhone 15 như thế nào nhé. Ok, let's go. Không cần các leaker, Apple đã tự spoil một điểm mới trên iPhone 15 không phải là ai cũng biết thông qua bản cập nhật của iOS 17. Nút bấm mới có tên là Action Button sẽ chỉ xuất hiện trên dòng iPhone 15 Pro cao cấp. Theo Mac Rumors, phiên bản hệ điều hành thử nghiệm mới phát hành của Apple đã có đoạn mã để giúp điều chỉnh, thay đổi tính năng cho trang bị mới này. Theo đó, Action Button sẽ có thêm 9 chức năng khác nhau bao gồm trợ năng, phím tắt, chế độ im lặng, máy ảnh, đèn pin, lấy nét, kính lúp, dịch và ghi nhớ giọng nói. Tiết lộ của Apple khiến giới công nghệ ngạc nhiên bởi trước đó, các chuyên gia dự đoán nút bấm này chỉ cho phép người dùng tùy chọn từ 3 đến 4 chức năng. Hãng có thể tùy biến nhiều tác vụ cùng lúc bằng các cử chỉ khác nhau như số lần nhấn, vuốt hoặc chạm. Nhiều khả năng các ứng dụng của bên thứ ba cũng có thể tận dụng trong nút bấm mới này. Ngoài ra thì công ty chuyên tư vấn về chuỗi cung ứng màn hình DSCC của Ross Young, người nổi tiếng trong sản xuất màn hình, cũng nhận thấy những thay đổi của hai mẫu iPhone thường qua bản cập nhật phần mềm. Theo đó, Apple sẽ tăng nhẹ kích thước của dòng iPhone 15 lên 6.12 inch, trong khi đó iPhone 15 Plus là 6.69 inch nhờ viền màn hình mỏng hơn. Phần cứng cũng có thay đổi khi sử dụng chip A16 và có thêm Dynamic Island. Một số lỗi phát sinh trên iOS và iPadOS khiến cho phụ huynh không thể kiểm soát con em của mình sử dụng điện thoại qua tính năng Screen Time. Chúng tôi nhận thấy một số người dùng nhất định đang gặp vấn đề tương tự với tính năng cài đặt Screen Time trên thiết bị. Apple đã cố gắng đưa bản cập nhật nhằm khắc phục sự cố sớm nhất. Người phát ngôn của Apple khẳng định với Wall Street Journal, lỗi trên iOS và iPadOS khiến các cài đặt không lịch trình hay giới hạn thời gian cho phép trẻ nhỏ sử dụng thiết bị sẽ tự động xóa hoặc trở về bản sao lưu cũ hơn. Điều này khiến trẻ thoải mái sử dụng máy mà không chịu sự quản lý như kỳ vọng của ba mẹ. Một người dùng đã đổ mật khẩu của máy để ngăn con mình tự ý mở, nhưng sau đó phát hiện ra rằng cần phải tự động khôi phục từ 2 đến 3 lần mỗi tuần. Trên trang thảo luận hỗ trợ của Apple, có khoảng 2.300 thành viên báo cáo về vấn đề tương tự. Apple vốn biết trước sự tồn tại của vấn đề, nhưng thông báo đã sửa trong phiên bản cập nhật iOS 16.5 được tung ra cách đây 2 tháng. Dù vậy, lỗi này vẫn còn tồn tại và thậm chí xuất hiện trên phiên bản iOS 17 beta. Tính năng Screen Time, báo cáo thời gian sử dụng trên màn hình, được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2018 tại sự kiện dành cho nhà phát triển của Apple. Apple còn giới thiệu tính năng này sẽ giúp cho phụ huynh kiểm tra báo cáo hoạt động dùng điện thoại của con từ xa cũng như quản lý thời lượng sử dụng. Và hiện tại thì Apple chưa đề cập đến thời gian dự kiến sẽ khắc phục vấn đề này. Apple Watch Series 9 cùng với nó là Apple Watch Ultra thế hệ thứ 2 sẽ được cải tiến mạnh mẽ về phần hiệu năng với con chip mới rất là mạnh. Bên cạnh dòng iPhone 15 được nhiều người dùng mong đợi, Apple vào mùa thu năm nay sẽ trình làng các mẫu Apple Watch mới. Hiện đã có tin đồn cho rằng tá khuyết đang phát triển Apple Watch Series 9 cũng như Apple Watch Ultra 2 để ra mắt vào cuối năm nay. Trong bản tin Power On của Bloomberg vào Chủ nhật, nhà báo Mark Gurman cho biết dòng sản phẩm Apple Watch của Apple sẽ bao gồm 3 model vào mùa thu năm nay. Chúng bao gồm Apple Watch Series 9 41mm và 45mm, cùng với nó là Apple Watch Ultra thế hệ thứ 2. Gurman nhắc lại trong một tin đồn trước đó rằng thế hệ Apple Watch tiếp theo sẽ có một cú hích hiệu suất khá lớn thông qua việc sử dụng bộ vi xử lý S9. Mặc dù bản cập nhật chip S8 lên S9 không mang lại nhiều cải tiến về mặt hiệu năng giống như người dùng mong đợi, nhưng Gurman khẳng định đây sẽ là lần đầu tiên kể từ Apple Watch Series 6 những cải tiến đáng kể về tốc độ sẽ được Apple trình làng vào năm nay. Gurman trước đó đã tuyên bố rằng con chip S9 này có thể dựa trên tiến trình A15 Bionic. Nhà báo cũng khẳng định rằng bản phát hành sẽ bao gồm những thay đổi lớn về phần cứng đi kèm với việc phát hành WatchOS mới. Phiên bản MacBook Air 15X tưởng chừng sẽ tạo ra xu hướng, thế nhưng nó lại không đạt được như kỳ vọng và Apple đã cắt giảm việc sản xuất chiếc MacBook này. Theo báo cáo từ DigiTime, các nguồn tin từ chuỗi cung ứng của Apple cho biết MacBook Air 15X có doanh số không như ước tính ban đầu. Riêng vào tháng 7, số máy bán ra chỉ bằng 50% so với kỳ vọng. Con số kém ấn tượng được cho là một phần của xu hướng giảm doanh số bán hàng của thị trường máy tính xách tay nói chung. Dựa trên tình hình bán hàng thực tế, một số nhà cung cấp đã nhận được yêu cầu giảm sản lượng lắp ráp MacBook Air 15X. Tại Việt Nam, laptop mới của Apple cũng trải qua giai đoạn mở bán khá khó khăn khi thị trường máy tính được nhiều nhà bán lẻ đánh giá là đang ở đáy nhu cầu. Sức mua trước đó cũng giảm khiến cho phiên bản MacBook Air 13X liên tục phải hạ giá dù đây là laptop có doanh số tốt nhất của Apple. Với giá chênh lệch khoảng từ 5 đến 6 triệu đồng so với phiên bản màn hình nhỏ hơn, khi cấu hình là tương tự, MacBook Air phiên bản 15X gặp khó khăn do chính người anh em của mình. Bộ vi xử lý của MacBook Air 15X là chip Apple M2, tương tự như bản 13X. So với phiên bản MacBook Pro 13X, khác biệt lớn nhất là không tích hợp quạt tản nhiệt, giúp máy mỏng hơn, hoạt động ít gây ồn ào và đỡ hao pin hơn.
Tuy nhiên, dòng E sẽ kém hơn khi chạy tác vụ nặng, đặc biệt là trong thời gian dài, máy sẽ dễ dàng bị nóng hơn. Và đó là những thông tin rất hot của Apple trong thời gian qua. Các bạn sử dụng tính năng Screen Time có gặp vấn đề hay gặp lỗi gì không? Để lại bình luận cho mình biết với nhé. Và nếu như các bạn thấy video này hay thì đừng quên like, share và subscribe cho Điện Thoại Vui TV để ủng hộ cho bọn mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.